mùa thu về trùng khánh nghe hạt dẹ hát y phương y phương tên thật là hứa vĩnh sứ người dân tộc tày quê ở huyện trùng khánh tỉnh cao bằng các tác phẩm của y phương thể hiện vẻ đẹp chân thật trong sáng và mạnh mẽ cách biểu đạt giàu hình ảnh theo cách nhìn cách nghĩ của người miền núi văn xuôi y phương giàu hình ảnh và chất thơ ông đã xuất bản một số tập thơ như người núi hoa hát tháng riêng, lửa hồng một góc, lời chúc, đàn then, thơ y phương và các tập tản văn tháng riêng, tháng riêng một vòng dao quắm, cung phu người co sầu. Nhiều người nói với tôi, đã đi khắp trên đất nước ta, không đầu có giống mắc lịch ngon ngọt và thơm bùi như ở Trùng Khánh. Cái đó thì vưỡn, giống hạt dẻ Trùng Khánh là số một La Mã, chứ không chịu nhì Vậy là vì sao? Hạt dẻ trùng khánh nếu mang đi nơi khác trồng sẽ cho mùi vị hoàn toàn khác lạ, màu sắc cũng dại hơn, to nhỏ cũng khác, nghĩa là nó phụ thuộc vào thổ nhưỡng và người trồng. Đất nào thì vật ấy, đất nào thì người ấy. Hạt dẻ trùng khánh thông thường mang hình tròn đều, nhưng thỉnh thoảng cũng có hạt méo mó, dị dạng. Hạt nhỏ nhất cũng bằng ngón chân cái. Vào cữ cuối tháng 8 âm lịch, hạt rẻ bắt đầu chín. Khi chín, vỏ của nó lên màu hỗn hợp giữa nâu với tía. Bọn trẻ nhà tôi bảo, đó là biến thể sẫm của màu đỏ chưa bị bão hòa. Khi hạt rẻ còn tươi, thì của nó rắn chắc, giòn tan, bị ngọt thanh và có màu vàng hoàng yến. Ngày nay, thứ quả đặc sản có 102 không ấy, không chỉ thấy bày bán ở phố huyện Co Sầu. Thương hiệu hạt rẻ trùng khánh tràn lan ra khắp nước thậm chí sang Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc cũng có hạt rẻ trùng khánh bày bán. Điều dễ nhận biết nhất là hạt rẻ nhái có bán quanh năm, mùa nào cũng có. Hạt rẻ ấy mang đi bao xa, đi bao lâu cũng không bao giờ sợ bị thâm thối. Còn hạt rẻ trùng khánh xịn, vỏ cứng, dày và có nhiều lông măng nếu đem luộc hấp hoặc mang vào lò nướng chín, bạn sẽ thấy có hương thơm tự nhiên, ngọt bùi tự nhiên. Chỉ cần ngậm một lúc tự nó mềm ra như một bánh khảo. Nó từ từ chín một lần nữa trong miệng. Hãy nhớ một điều, hạt rẻ trùng khánh chỉ xuất hiện vào mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Cứ vào giữa thu là hạt rẻ sủ lông rụng rốn. Lượm về phải chế biến ngay, đừng để lâu. Nếu để lâu, hạt rẻ bị thâm thối, bốc mùi, người không đứng gần được. Vì hạt rẻ chứa hàm lượng đạm rất cao, đạm càng cao khi bị hư càng nặng mùi. Nếu không nhầm và chẳng hề thiên vị, cốm trộn hạt rẻ là một phát minh mới của người anh rể tôi. Hạt rẻ luộc chín, mang vào cối giã mị. Cốm vừa làm xong hãy còn ấm nóng, mang hai thứ ấy trộn lẫn với nhau. Để một lúc, chứa cho cốm ngấm hương hạt rẻ, nhón mấy hạt thả vào miệng, chiều thêm ngụm nước trà gừng. Bạn sẽ thấy cốm có thêm vị cay vừa phải. Cốm cộng hạt rẻ đang đảo qua đảo lại trên lưỡi bạn đảo tới đâu thơm đến đó nếu đổ cúng trộn hạt rẻ vào khuôn ép mấy tiếng sau sẽ cho một thứ bánh dẻo mềm như kẹo gôm ăn đến no mà chẳng sợ bị đầy bụng không lâu sau người láng tôi học lỏm được cách làm này họ đã nhanh chóng phổ biến rộng rãi cho cả mường cả tổng cúng trộn hạt rẻ trở thành món ăn đặc sản sang trọng khi trong nhà có khách ông chủ bày cúng hạt rẻ mời trà còn con rể thì dâng cốm hạt rẻ lễ bố mẹ vợ nhân ngày Tết Thượng Trăng. Học trò mang cốm trộn hạt rẻ biếu thầy cô. Tóm lại, cốm trộn hạt rẻ là một thứ vật quý dùng để khoản đãi quý nhân. Bạn hãy đến trùng khánh vào những ngày trời trong mây cao, khói đốt đồng, đâm thẳng lên trời như cây xào. Không gian tứ bề yên ắng, tĩnh mịch, bạn sẽ được nghe hạt rẻ hát. Những cánh rừng rẻ râm ran đang vào vụ, ban ngày thì rễ lao sao dì dào tí tách rơi theo nhịp hạt rễ rơi 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 như mưa mỏng nâu đó là bản nhạc mùa thu ở quê tôi không thể nào quên lũ gà rừng đang đi hôi của, bỗng chúng gật đầu bảo nhau dừng lại một chân đứng làm trụ có một chân khều hạt chúng lấy mỏ mổ tọc tọc liên tiếp lên thân hạt rễ một phát trúng mười một phát trượt bởi vỏ hạt rễ vừa dày vừa cứng làm sự sống trên đời sao mà khó thế Mổ mãi, mổ mãi mà không được hạt nào Còn lá rừng thì bật lên tiếng cười hu hú, ha há Về sự ngây thơ ngốc nghếch của giống vật hai chân đi như người Đêm đến, lũ chuẩn hương đi rỉnh trăng Chúng trèo lên cây định hái Nhưng rẻ có gai nên chúng rụt tay lại Và chỉ hít lấy hít để hương rẻ cho đỡ thèm Theo tôi, các quan chức ngành văn hóa du lịch địa phương nên xem xét vùng rừng rẻ trùng khánh để biến nó trở thành một điểm tham quan thú vị rừng rẻ sẽ nằm trong tổng thể khu du lịch bắt đầu từ thác bản dốc lên động ngườm ngao qua làng tày khuổi kia sau đó tản ra rừng hạt rẻ đó là điểm du lịch mang màu sắc hương vị của tình yêu thật là tuyệt vời khi được lang thang trong một khu rừng rẻ cực kỳ lãng mạn bạn trẻ đi với bạn trẻ bạn già đi với bạn già dưới bầu trời xanh là tán rừng rẻ xanh Dưới tán rừng rẻ xanh là mặt đất nhẵn và sạch lau lau Rừng rẻ khe khẽ hát như giang Bởi đây đang là mùa lá nọ Ta ngồi đây để có được phút lặng yên Hít vào thật sâu, thở ra thật êm Cặp mắt nhắm nghiền Cuộc sống này thật là đáng sống Và tôi cũng xin mách bạn một điều Chớ có dại mà bước sâu vào khoảng sáng Bởi nơi đó là cái rốn của rừng đi mãi, đi mít theo hồn hoa mà không nhớ lối về. Khi nhận ra thì chiều lử lử sụp xuống. Nắng chiều quê tôi sánh vàng như mật, bổ lấy rừng vàng. Đấy là thời khắc ve gian như thác réo, còn lá rừng thêm thiếp ngủ. Ở rừng rẻ, dù ngày không nắng, bạn cũng thấy bóng mình dài ra trên đất. Bóng trượt đi như vắt, bóng bóc qua sườn đồi, bóng vắt đến khe nước trong. Đi ngược theo khe nước trong, bạn nghĩ rằng mình đã tới nơi trăng mọc trăng mọc từ một túp lều rơm ở đó có một mẹ già mẹ đang ngồi nướng hạt rẻ nướng hạt nào chín tới mẹ liền bóc cho thỏ và trộn hương ăn thỏ với trộn hương ăn bao nhiêu cho đủ mẹ cười mẹ bảo tao nướng nỗi buồn đấy chứ nỗi buồn nẫu quá rồi mà sao tao chưa thấy chết mẹ chết làm sao được trên đầu mẹ có cả một rừng rẻ đang độ ngọt bùi Người quê tôi sống lâu, thường cứ phải ngoài 80, thậm chí 90. Người sống lâu một phần nhờ vào môi trường sinh thái của rừng cây rẻ. Nhìn vẻ ngoài thì cây khô khốc, bỏ nứt toác, nhưng thịt cây vàng tươi, săn chắc, trả xuống một năm dòng mà lá vẫn mọc. Ai nói qua tai, đấy là sự tương quan môi sinh tới con người. Ở những vùng núi cao, không khí trong lành, sống một đời người hồn nhiên như cây cỏ, Người miền núi sống không tính toán bon chen, không thù hận ai, không si mê tiền bạc, chức tước. Lòng người như lòng suối, cứ trong veo, xanh ngắt hết đời. Đó là một cuộc sống sạch, một đời sống đẹp. Người quê tôi hiền hỏa như mây nước, người quanh năm cấy cày mà thơm ngát như cỏ hoa, cứ nhìn thấy mặt nhau là cười sung sướng. Lý do, hà dại trùng khánh thơm ngọt bởi tay người chồng và bón chăm.